chào tất cả các em nhé. Thì như em đã biết thì em vừa về một cái lô hàng, gọi là một lô hàng trong cái ngày dịch đấy. Thì em sẽ nói thêm cái hero này anh em nhé, và nhập thêm và nhập cái loại hero này, tại vì cái hero này có nhiều cái nó ưu điểm lắm, cho nên là hiện tại em vẫn thích nhập cái loại này. Thứ nhất là nó rẻ đấy, và thứ hai là nó thoải mái, cầm thoải mái và ốm muốn thoải mái đấy. Thì cái hero đợt này về là nó có cái ốc này này, nó không phải là cái ốc hóa nữa, mà là thay bằng ốc lục giác luôn đấy, làm cho cái thẩm mỹ nó đẹp hơn. Nó bằng anh em này đấy, thì cái thẩm mỹ của nó đẹp hơn đấy. Khi chặt là vẫn chặt chấm nã, chặt là vẫn chặt 7.5 anh em nha. Cái đầu của nó, cái đầu 1.9 cm đấy, cho nên là vẫn như cũ anh em nhé. Cái giá của nó thì anh em xem ở cái phần tiêu đề đấy, cái giá của nó thì vẫn như cũ, nhưng mà nó được cải tiến, nên nó được đồ gọi là được đồ ốc lục giác này, chứ không phải cái ốc hóa nữa. Cái ốc cái nói chung là mỗi cái đợt hàng về đấy thì có cái gì mới thì em sẽ làm video rõ ràng anh em nhé. Đấy, cứ mỗi lần về là em sẽ làm một cái video như này, tại vì là ở bên Trung Quốc ấy là nó thuận tiện thì nó sẽ làm, khi thì nó làm ốc hóa, khi thì nó làm ốc lục giác như thế này này. Mà em thấy cái ốc lục giác này nó đẹp hơn, và cái ốc hóa đó thì nói chung là hai cái loài đó thì loài này nó đẹp hơn đấy. Khi nếu mà nó về được loài nào thì em sẽ thông báo loài đó đấy, tại vì cái mùa dịch này là mình không thể đặt hàng được. Mùa dịch này mình không thể đặt hàng được, bắt nó làm ốc M5 hoặc là ốc M4 thì nó sản xuất được từng nào thì mình sẽ lấy từng đấy anh em nhé, tại vì nó sản xuất không kịp cho mình lấy đấy. Cho nên là cái ốc này là ốc M4 này, nhưng mà được đồ ốc lục giác nhìn nó rất đẹp. Thì có nhiều anh em hỏi là cái này là ốc inox là inox hay là sắt, thì nói thẳng luôn anh em là inox nhé. Và nó inox thì nó sẽ không bao giờ hít. Đây là cái 5 chấm này, đây là cái 5 chấm anh em này. Thế đấy, thì cái 5 chấm như thế nào thì bên em bảo nó đã chạy ở số em này, cái mà có cái cấu hình quả tím ấy này đấy, và cái hít này này, và cái móc băng đông này là 45.000, còn cái hít này này là không có hình trái tím ở, và cái quả băng inox này là 35.000 đấy. Thì hai cái này là hít nhau này đúng không, thì em sẽ thử cái này này, nó sẽ bỏ cái này để cho nó hít cho nó dính lại, còn không nó sẽ rớt xuống anh em nhé. Đó nè, em thấy không đấy, thì cái này là chắc chắn 100% inox anh em nhé. Đấy thì cái giá cả của nó thì anh em chắc là biết rồi đúng không, một số anh em chắc là biết rồi. Có giá combo và giá mồi nạ đấy, giá combo và giá mồi nạ. Thì vẫn nói luôn với anh em là đã được bó càn rồi anh em nhé, này đã được bó càn này, và cái đầu anh em này, để em cho rò này, cái đầu của nó này các bạn thấy không, cái đầu của nó là bên em đã xử lý hết cả tất cả các góc càn rồi, các bạn thấy không này, xử lý tất cả các góc càn rồi đó. Đây này đấy, thì anh em khi nhận hàng về đó là anh em chỉ có lắp vào, buộc vào, lắp vào và dùng được thôi, không cần phải xử lý gì thêm đấy. Còn cái sỏ thú này anh em này, đây sỏ này đó, là nó có cái lồi này đấy. Thì mỗi người tính anh em nhé, người thích cái này, người thích cái khác, người thích kiểu khác đó. Hero rồi nè, thì cái giá đấy em chỉ đăng lên tí, cái giá đấy thì em cũng đã nói ở video được rồi, cái giá thì vẫn như cũ anh em nhé. Nếu như anh em nào lấy mùi nã đây, lấy mùi nã thì là cái giá của nó là ở trên hình con. Anh em nào lấy combo là gồm hai bộ thun, một bịch bí với cái nã, thì là nó sẽ được sẽ có cái giá combo ở trên phần tiêu đề đấy anh em xem nhá. Đấy anh em xem đến đây thì anh em liệt vào phần tiêu đề đấy, là anh em sẽ biết cái giá combo là bao nhiêu tiền và cái giá mồi nã là bao nhiêu tiền. Tại vì nhiều anh em ấy có rất nhiều nã rồi, cho nên là anh em thấy cái nã này đẹp, hợp lý, giá tiền hợp lý, rẻ, anh em mua về trải nghiệm và giống như là cái bộ sưu tập. Còn
như anh em mới chơi. Anh em mới chơi thì nên dùng loại này. Anh em nên dùng cái loại này tại vì là nó có hai bộ thun này. Hai bộ thun này nó có hai miếng dán này anh em nhé, và một đoàn sợi buộc. Sợi buộc nó anh em về buộc nhé. Nói chung là các cái vấn đề buộc cái lắp ráp em đã làm video rồi. Anh em nhận hàng về nếu em không hiểu ấy, anh em inbox lại em thì em sẽ gửi cho cái video ha. Nói luôn anh em nhớ đăng ký kênh nhá, đăng ký cái kênh YouTube và nhớ bấm nút chuông ấy. Bấm kênh YouTube và nhớ bấm nút chuông để khi nào em ra những video thông báo hàng về như này này là để anh em nhận được thông báo đầu tiên. Tại vì là một số anh em xem cái video muộn quá, cách 2 đến 3 ngày sau hoặc là một tuần sau, hàng nhiều thì không nói, còn hàng về mà như thế này là nó hết rất là nhanh. Cho nên là anh em nhớ đăng ký rồi nhưng nhớ bấm nút chuông. Khi mình bấm nút chuông ấy là khi bên em ra video hoặc là ra thông báo ấy thì sẽ được thông báo về máy cho anh em để anh em nhận được thông tin sớm nhất để anh em đặt hàng. Còn ví dụ như chờ lâu quá, những cái nọ cụ mà chờ lâu quá ấy, trong ngoài một thời gian lâu quá nó sẽ bị hết hàng, cho nên anh em rất là uổng anh em nhé. Rút. 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 Mày. Xuống đấy bị đau chứ. Phải lâu rồi. Rượt xuống đấy em ạ. Khó lạc khó. Má mày. Kinh vậy. Một cháo. Ý dạ. Lấy vài lơ. Ok nè. Gói. Và vậy. Alo. Cái bài bản được hẳn mà lát có là liệt không ạ?
Phải tìm con này. Phải tìm con này đâu đấy này. Nó rơi đây em. Đâu đấy. Chắc nó bãi rồi. Đi anh em, xuống lạt mấy con này này. Xuống lạt mấy con này. Nhiều phết đấy. Đâu rồi? Một chảo. Ở đây hai chảo. Ở đây có hai con đấy em ạ. Hai con đấy. Đây rồi. Có hai con này. Đang lại một con này. Ở đây rồi. Ý à, chạy à, ý à. Đang lại một con nữa. Ở đây, đây, đó, chạy đó. Ý à. Ây da. Đây là chó mày biết nữa. Ây da. Ê trời. Bốn con à. Mấy con này. 1 2 này. 3 này. 4 này. Chắc bốn con. Thế nhá. Chắc có lẽ bốn con. Con nào đúng ta? Chắc hết rồi. Bốn em đó. Trời ơi, bốn cháu. Nhất chi là vất vả. Cháu đây vừa có người mà đi đâu rồi. Ý chà. Này.